dầu. Em nói luôn là khi mình kiểm tra nhá, nếu chỗ này là dầu màu đỏ thì chắc chắn hoặc dầu khác màu khác thì chắc chắn là dầu số. Còn đây là cái dầu em kiểm tra kỹ cho bác ấy, là bản thân bác cũng biết xe, bác bảo luôn và em kiểm tra luôn đây là cái dầu máy. Chào tất cả các bác nhá, em là Sô Máy đây. Hôm nay em chia sẻ anh em là xử lý ca chảy dầu của con xe Toyota Highlander của các bác khách nhá. Đây con xe này đã đến nhà em và anh em kiểm tra, thì kiểm tra ra thì là trong quá trình nó thấy là toàn dầu sống thôi, dầu của động cơ môi trường động cơ nhá, nó dò đây là cái khe này giữa hộp số và động cơ và hộp số đấy. Và muốn xử lý được cái bệnh này thì bên em tư vấn cho bác khách luôn là phải thay cái phớt ở cái đuôi động cơ, là cái phớt nhá, cái gioăng nhá, để chắn dầu đấy. Muốn lấy được cái gioăng này thì bên em nói luôn có rất nhiều phương án, nhưng cái phương án an toàn nhất đó là hạ cả cục máy và hộp số xuống để làm, để tách cái hộp số ra với động cơ ra, rất vất vả thì mới lấy được cái máy thì mới lấy cái phớt, cái do phớt nhá của động cơ đấy. Còn làm thì có rất nhiều phương án làm, những phương án bọn em phải chọn phương án an toàn và tránh hỏng hóc nhiều, tránh xảy ra coi như là lỗi. Thì đấy, đấy là phương án phải hạ cả khối này xuống, nó rất chi là vất vả. Còn có nhiều anh em hạ voi nhưng mà làm nó không an toàn, bọn em không làm đấy, chia sẻ anh em luôn. Còn cái phớt này nó không bao nhiêu tiền cả, nhưng cái công bọn em làm nó sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức và thời gian, và coi như là nó phức tạp liên quan động cơ. Về thì anh em hỏi quét chảy dầu xử lý thì em chia sẻ anh em luôn có nhiều kiểu chảy dầu đấy. Đã dính cái chảy dầu chảy nhẹ thì mình xử lý nhanh, còn đã chảy đến tầm này nó chỉ là cái phớt thôi nhưng phải làm mất nhiều công sức, thế nên cái tiền công của em sẽ rất cao và thời gian sẽ rất chỉ là lâu. Đồng thời là anh em phải chấp nhận tốn kém và làm cho tử tế đấy. Và đồng thời trong quá trình lồng ghép thì bác ấy bảo em là thay thế cho bác cái thước lái này, thì bác ấy đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi, bên em nói luôn là không sửa nhá. Đấy thì chia sẻ anh em vậy. Và một số cái bảo dưỡng liên quan đến phần gập thì em chỉ tìm và kiểm tra và xử lý cho bác ấy. Thì hôm nay em chia sẻ anh em số đỏ. Còn cái dầu em nói luôn là khi mình kiểm tra nhá, nếu chỗ này là dầu màu đỏ thì chắc chắn hoặc dầu khác màu khác thì chắc chắn là dầu số. Còn đây là cái dầu em kiểm tra kỹ cho bác ấy, là bản thân bác cũng biết xe, bác bảo luôn và em kiểm tra luôn đây là cái dầu máy nhá, dầu của động cơ bôi trơn, nhớt động cơ bôi trơn nhá, thì nó hao như này đấy, hao té này này đấy. Thì chia sẻ anh em luôn là xử lý cái này để thay cái phớt được rồi nhá, em chia sẻ anh em vậy. Đấy, anh em nào bị chảy dầu nên lưu ý và kiểm tra kỹ rồi hãy đưa đi phương án, thôi em làm việc đây.